nắng lưỡng. Gạo lớn, uống quân sô-cô-la lúa mạch, gạo lớn quân ngầu. Coi chừng! Đám vô dụng các ngươi đến đây chịu trói à? Sao các ngươi có thể đánh bại được đại nhân khô lâu vĩ đại của bọn ta? Đại nhân nhà ta vô địch thiên hạ, đẹp trai mạnh khỏe nhất vũ trụ này. Đại nhân khô lâu, hãy cho bọn chúng biết sức mạnh của chúng ta đi. Hay da! Dám tấn công ta, các ngươi tới số rồi. Tiến lên, bắt hết chúng cho ta. Chớp chớp, con dẫn bạn đi trước giải cứu cho kính cận và tám tuốt đi, rồi lấy lại cây lúa mạch thân. Papa và Mama Bay sẽ ở lại cảng khô lô cùng đám người máy này, hỗ trợ cho các con. Papa cứ tin ở con. Molly, Tư Lệ, đi cùng với mình. Cậu có khả năng tấn công tầm xa tốt, hãy dùng cú đá sấm sét của cậu để cản đường Super Bobo, giúp mình và Tư Lì lên đó cứu người. Được rồi. Hay. Hay. Các ngươi muốn đuổi mũi đó à? Mấy chiêu không nhầm nhò gì với ta đâu. Ta đã có áo choàng toàn năng, các ngươi làm gì được ta? Lê Lêu, ngươi đừng vội đắc ý. Mọi người mau uống sữa cool sô-cô-la lúa mạch nạp năng lượng, chuẩn bị chiến đấu nào. Lão ta mạnh quá anh chớp chớp ơi. Liệu chúng ta có thắng được không? Chúng ta đông hơn mà, sợ vậy? À ha, mình có một cách có thể thắng được lão ta, nhưng cần sự phối hợp của Tư Ly và bánh xe thần tốc của cậu cùng thiết bị phun băng của kính cận. Mình có thể sửa được, nhưng cần thời gian và cần có sự giúp đỡ của Tư Ly. Yên tâm, mình và Molly sẽ cầm chân hắn ta, cậu cố gắng sửa nha. Gạo lớn, uống quân sô-cô-la lúa mạch, gạo lớn quân ngầu.